Các bác thấy cây sầu riêng đẹp không? Sầu riêng này là tự chủ nhà làm nhé. Nguyên một cây như thế này mà được có một trái duy nhất. Đấy, mà hai vườn giáp nhau, cách nhau có đúng một cái bờ rào này. Bên này là sầu riêng được hướng dẫn kỹ thuật. Đấy, các bác thấy hướng dẫn kỹ thuật được kinh khủng không? Ui chào ơi, cây sầu riêng sướng không? Đó. Sầu riêng này là năm thứ năm rồi các bác nhé. Một vườn này bên này thì là tự chủ nhà nè. Tự chủ nhà nè. Đấy. Tự chủ nhà là làm chứ không có thuê mướn gì cả. Dẫn đến là nó không hiệu quả, nó rụng hết rồi. Còn vườn này là được thuê kỹ sư hướng dẫn. Làm rất bài bản. Ui, vườn sầu riêng các bác thấy hoành tráng không? Đấy, vườn này là vườn sầu riêng ở thôn 1 xã Xuân Phú nhé. Rộng khoảng 2 hecta. Cây nào cũng như cây nào. Cây trên kia cũng thế các bác kìa. Đó. Đã tìm mới mưa nên ướt, em ngại em đi vào vườn. Thứ hai thì cũng không muốn đi vào vườn để gây cái sự hiểu nhầm phải không? Đấy. Quá đẹp các bác nhỉ. Qua đây thì để trao đổi các bác là bác nào mà trồng sầu riêng ấy thì nên trồng số lượng nhiều. Cái thứ hai là lên thuê các đơn vị tư vấn, người ta sẽ giúp mình làm 1-2 năm đầu để mình học theo cái cách của họ. Đây. Vườn này là năm ngoái làm thất bại này. Năm nay mới thành công này. Đây. Năm ngoái là chủ nhà tự làm thất bại, năm nay thì thuê công ty tư vấn làm. Còn bên vườn này cũng 1 hecta đây. Mà cây thì nó chạch choạc, trái thì nó ít. Cây kia cũng không được bao nhiêu trái, cây kia. Đấy, cũng không được bao nhiêu cả đấy, được có mấy quả thôi mà đèo hết rồi, nó không có đèo. Đấy, cây bên kia thì nếu mà một cây bên kia mà chỉ so với chẳng mà khoảng 2 cành bên này rồi. Quá đẹp đây. Ui giời. Đấy, đoạt bây giờ mới ra. Rồi thế các bác nhé, em chỉ làm gọi là so sánh cơ bản thôi. Thì còn bác nào mà làm sầu riêng thì nên học tập làm bài một cách bài bản. Nếu mà diện tích nhiều thì lên thuê đơn vị tư vấn người ta làm cho mình. 1-2 năm để chúng ta lấy kinh nghiệm chúng ta làm. Vườn sầu riêng quá đẳng cấp này. Ui trời ơi này. Rồi chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.